Các vị có nghe không? Dạ đúng rồi. Các kinh này giống nhau, các kinh này giống nhau cho nên mình chỉ lướt qua thôi. Bởi vì những cái vấn đề này mình đã nói tới nó luôn rất là nhiều lần rồi, cho nên mình chỉ nhắc sơ qua vậy thôi. Đức Phật dạy rằng năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Những cái đó là không có đáng để mà mình phải đem gắn cái tôi và của tôi vào trong đó, chỉ vậy thôi. Rồi cái bài kinh số 8 ấy, thì ngày dạy rằng mình nên lưu ý, để thấy rằng là năm uẩn rất có thể, là cái chỗ dựa cho phiền não, cho nên mình phải cẩn trọng, khi mà sinh hoạt, nói, nghe, ăn uống, nhìn ngắm, sinh hoạt, hoạt động, làm việc gì đó thì cũng phải cẩn trọng. Thái độ của mình đối với năm uẩn là cái sự tỉnh thức, là cái sự nhận thức, là sự tỉnh thức và sự nhận thức, chứ không phải là mình chán đời. Không phải là chán đời cái kiểu mà người không có hiểu đạo. Phải nhớ giùm cái đó, phải nhớ cái đó. Cái thái độ đối với năm uẩn là sự tỉnh thức và có sự sống, có nhận thức, chứ không phải là mình lìa bỏ nó cái kiểu như của người chán đời, chỉ vậy thôi. Thì tất cả có một cái điểm mà tôi không có nhắc qua, bởi vì tôi chưa một bài kinh mà mở ra tôi chỉ theo chú giải, tôi chú ý cái điểm gì mình điểm nổi bật thôi. Bây giờ tôi nhắc sơ lại là có cái sự mà chấp 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 ngã đó, chấp ngã đó, nó gồm có hai, một là ahankara đó, chấp cái tôi, rồi thứ hai là mamang ca đó, cái này phải nhớ nha. Ngã sở, đây là hai chữ, mà quý vị phải nhớ. Quý vị phải nhớ chữ này. Bây giờ đó giờ mình chỉ nói thôi, mà mình biết cái đó tiếng Pali kêu cái gì. Ahankara đó là chấp cái tôi, mà mamankara đó là chấp cái ngã, và ngã sở, thì mamankara đó là ngã sở, còn cái ahankara đó là chấp cái ngã, còn cái kia là ngã sở, là chấp cái của tôi. Ahankara, mamankara, đây là những chữ mà học đạo, đặc biệt là kinh điển, học kinh điển Pali mà nói là không biết ấy, thì cũng hơi đáng tiếc, hơi hơi đáng tiếc vậy đó. Thì vậy thì mình học một lèo ấy, các bài kinh. Thứ hai nữa là đây này, nhấn mạnh rằng cái gì mà trong thế giới này đó, từ con người đến cây cỏ thảo mộc, không có cái gì là không là vô thường. Cái gì mà nó thuộc về thời điểm quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, hay là bên trong bên ngoài mỗi cá nhân, thì tất cả 11 cái cạnh này, 11 cái trường hợp này, 10, thì 11 cái hoàn cảnh này, thì trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh, trường hợp nào thì năm uẩn nó cũng luôn luôn ở trong tình trạng là vô thường vô ngã. Cái đó mình mới nghe qua mình thấy nó thường lắm, nhưng mà chính cái xác định của Đức Phật ấy, cho mình thấy rằng cho dù mình á, có là ông vua ở đâu đi nữa,
Cho dù mình có tu tập thiền chỉ thiền quán, mình chứng đắc cái gì đi nữa, phải nhớ cái đó, cái gì đi nữa thì cái đó cũng nằm trong tâm tướng. Bởi vì có người đó, có người đó thì đam mê danh lợi, quyền lực, tình cảm, nhan sắc, tới hồi biết đạo rồi đó thì coi mấy đó không ra gì hết, chuyên tâm tu hành. Nhưng mà khổ thay, lúc đó lại thấy cái đức hạnh, cái trí tuệ của mình là quan trọng, là ghê gớm. Đúng, nó là cần thiết, đúng, cái giới hạnh là cần thiết, thiền định là cần thiết, trí tuệ là cần thiết, kiến thức Phật pháp là cần thiết, nhưng mà nó không có phải là cái mà mình có thể dựa vào đó mà thấy mình hay, mình giỏi, thì đó đó là tôi, là của tôi. Lúc bây giờ mình lại mắc vào một cái khác, hồi xưa đó mình đam mê một cái khác, bây giờ mình lại đam mê một cái khác. Thì ở đây ngài xác nhận rằng đã là năm uẩn thì dầu nó trong tình trạng nào, xa gần, trong ngoài, thô tế, quá khứ, hiện tại, vị lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nó cũng là đồ giả, cái đồ thế mà đáng chán, đáng lìa bỏ, đáng để mình ly tham ly dục. Cái đó quan trọng lắm. Ngày xưa khi mà tôi đọc tới này tôi chán, tôi nói cái này có gì đâu hay, nhắc tôi nhắc lui hoài. Nhưng mà ở tuổi này càng có tuổi mình thấy thấm, vì đây là người, cái là một cái lời khẳng định của Đức Phật. Thì cho mình nhắc rằng trong bất cứ một cái tình huống nào, hễ là năm uẩn thì luôn luôn là nó có vấn đề. Bây giờ tiếp theo là mình học về cái phẩm kế ha, cái phẩm là phẩm những gì được ăn, phẩm những gì được ăn. Phẩm những gì được ăn. Thì cái khách chánh ni giá này đó, nó có nghĩa là cái cô này cũng nhắc tôi cái chỗ trú ô nhiễm. Cái chỗ trú ô nhiễm là hồi nãy tôi có nói qua một chuyện mà hồi chắc bà con không để ý. Tôi nói rằng năm uẩn nó không có tội tình gì hết, mình không có phải chán nó cái kiểu mà người ta chán đời thì người ta đi tự tử, mà mình hãy luôn lưu ý rằng nó có thể, chỉ có thể này, viết 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 hoa nha, nó có thể là chỗ, nó có thể là cái nguồn tác động phiền não. Phải nhớ cái đó, chỉ là thể thôi. Rồi tiếp theo là các cái kinh trong cái phẩm những gì được ăn. Thì chỉ khách chánh ni giá này nè, nó còn có nghĩa là thực phẩm. Bây giờ thực phẩm là những gì được ăn, mà tại ở đây nhà Minh Châu dịch sát không phạm mà dịch vậy, nhưng mà cái chữ nó có nghĩa là thực phẩm thôi. Cho nên nếu mà cái này mà tôi dịch lại thì tôi dịch là cái này là thực phẩm, thì ở đây nó là một loạt kinh giống nhau y chang mình đã học rồi. Cái chữ tập khởi đây nó có nghĩa là gì? Cái tập khởi đây có nghĩa là ghi dú cái này là được rồi. Tập khởi là nguyên nhân hay là cái chỗ bắt đầu. Đó. Thì bảo hẩm tôi có giải thích rằng là biết rõ năm uẩn là gì, biết rõ cái tập khởi nó đi ra từ đâu. Ví dụ như là sắc uẩn á, nó đi ra từ đâu các bạn còn nhớ không? Ở đây là nói theo cái bối cảnh này, tức là tùy trường hợp mà Đức, dạ đúng rồi, đoàn thực, dạ đúng, tùy trường hợp. Có chỗ thì ngày ngày nói cái tập khởi của sắc uẩn là khác rồi nha, chỗ là nó khác. Thì có chỗ ngài nói là có chỗ ngài dạy hả, tập khởi của sắc uẩn là sự đam mê
trong sách quẩn có chỗ thì là đoàn thực hay niềm đam mê trong đoàn thực. Bởi vì mình đoàn thực cái đây mình quên đó, đoàn thực đây là thức ăn thức uống nói chung á, thức ăn thức uống nói chung đó. Thì nói đoàn thực cũng đúng, mà nói rằng niềm đam mê trong cái đoàn thực cũng đúng. Cũng giống như mình nói cái ông đó ông nghèo là bởi vì bài bạc. Bây giờ tôi cầm cái bộ bài lên, tôi nè, tôi là người đang nói chuyện nè, tôi cầm bộ bài lên tôi nói với các vị, tôi nói cái ba của thằng Tèo á, ổng bây giờ hồi xưa nhà cửa ngon lành lắm, mà bây giờ là ổng đi ra ngoài đường ổng ở rồi đầu đường xó chợ hả, là cũng bởi cái này nè, các vị nghe kịp không ta? Tôi cầm cái bộ bài lên rồi tôi nói ổng ổng hồi xưa nhà cửa đàng hoàng lắm, mà bây giờ ổng tan nhà nát cửa là cũng bởi cái này nè. Tôi mới cầm cái bộ bài tôi đưa lên, vậy tôi nói đúng hay sai? Alo. Cứ nghe rõ. Tôi cầm bộ bài lên tôi nói ổng phá sản là bởi cái này nè. Mà đôi khi cái bộ bài đó nó đâu có tội tình gì đâu, nó chỉ là một một cọc giấy thôi chứ nó đâu có gì đâu, các vị thấy không? Nó chỉ là một cọc giấy thôi, làm sao mà ổng tan nhà nát cửa được. Nhưng mà tôi bảo đảm khi mà tôi nói như vậy không ai mà cãi tôi hết nha, tôi nghĩ trừ ra người khùng thôi. Tôi chỉ nói là tôi cầm bộ bài lên tôi nói ổng bây giờ là tan nhà nát cửa là tại vì cái này nè đó. Nhưng mà có một chỗ thì tôi nói lại nói khác, tôi nói lại cái ông này là ông mê đánh bài, ông này ông mê đánh bài lắm, cũng đúng nữa. Cũng đúng nữa. Cho nên bây giờ tôi cầm bộ bài lên tôi nói là tại cái này nè cũng đúng, nói tại cái ông là ông mê đánh bài đó cũng đúng. Ở đây cũng vậy, nói rằng cái tập khởi của sắc quẩn là đoàn thực cũng đúng, mà nói là cái niềm đam mê đó, trong đoàn thực cũng đúng, mà bây giờ mình nói nó là niềm đam mê trong sắc quẩn cũng đúng. Miễn sao mà nhắm được cái mà miễn sao mình hiểu được cái mục đích của nó, cái ý nghĩa rốt ráo của cái tập khởi sắc quẩn là cái gì là được rồi. Rồi tiếp theo đó là cái đó là tổ ong, mà con nhớ còn cái sự xuất ly là sao? Xuất ly cái chữ sinh nisarana có nghĩa là cái sự lìa bỏ, có nghĩa là khi nào mà mình có cái sự nhàm chán ấy, thì ngay ở trong cái tâm trạng nhàm chán là cái đó nó đã mình đã rời cái đó rồi. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình thương thích một người một vật nào đó, chỉ với cái thương thích thôi, chỉ với cái thương yêu thích thôi đó là mình đã tìm mọi cách để mà mình sở hữu nó, mình gần gũi nó. Chỉ riêng cái thương thích thì nó là cái điểm bắt đầu cho cái sự sở hữu, cho cái sự gần gũi. Nhưng mà khi mà các vị đã có cái lòng mà chán ghét rồi đó, chưa làm gì hết nha, chưa có động tay động chân, chưa có một cái thao tác động tác biểu hiện biểu lộ cử chỉ gì hết, chỉ ngay ở trong cái tâm trạng mà chán ghét thôi, thì giữa các vị và cái người đó vật đó nó đã bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu của cái sự chia xa. Ở đây ai có gia đình thì biết, ở đây ai có gia đình thì biết rồi đó. Người Việt Nam là có câu là đồng sàng dĩ mộng đó. Đồng sàng dĩ mộng có nghĩa là chung một giường nhưng mà mỗi người theo đuổi một cái giấc mơ riêng, gọi là đồng sàng dĩ mộng. Dầu chưa có ra tòa, chưa có ly thân, chưa có ly dị, chưa có xé bỏ hôn thú, đúng, nhưng mà cái lòng mình đã không còn nghĩ về nhau nữa hả, thì như vậy là giữa đôi bên nó đã có một cái hố sâu ngăn cách không cách nào lấp được. Thì đối với năm quẩn cũng vậy, cho dù mình vẫn còn sống ở đây, mình vẫn còn hít thở, mình vẫn còn đi đứng sinh hoạt ở đây, nhưng mà mình hiểu rõ quá rõ nó là cái gì, nó là nguồn khổ, nó là gốc khổ, thì ngay ở trong cái nhận thức đó đó thì mình đã có một cái sự lìa bỏ trong tâm thức của mình rồi nha. Thì trường hợp đó được gọi là cái sự xuất ly là gì đó. Còn cái nguy hiểm ở đây tôi đã từng dịch cái chữ Adinava có nghĩa là cái mặt trái, cái mặt trái thì mình theo tấm huy chương ấy, cái phía trước thì nó được lắm, chứ mình lật ngược có sao, có nó kỳ, có nó kỳ cục lắm.
vậy lúc người ta đúc người ta chỉ nghĩ phía trước, người ta không nghĩ cái gì phía sau chi. À, rồi về chiếc xe hơi đó, dầu nó đắt tiền cỡ nào đi nữa nhưng mà khi nào nó đậu đàng hoàng ấy thì mình thấy nó đẹp. Chứ như bây giờ các vị mà lật ngược nó lên á, coi ở dưới cái lườn của nó xấu không có tưởng tượng được, các vị nghe kịp không? Thì cái đó được gọi là cái mặt trái của nó. À, hoặc là bây giờ mình mở cái cốp lên, mình mở cái nắp máy lên đó, mình thấy ở trong dây nhợ chằng chịt thì cái đó là cái mặt trái của nó. Rồi thì phải tốn xăng tốn cộ, rồi phải này phải nọ, rồi chưa kể nó bị trục trặc, nó hư hao cái này cái kia, thì đó cũng là cái mặt trái của nó. Rồi cái mặt phải của nó là gì? Đó là đẹp, là hào nhoáng, là sang trọng, là tiện nghi, là sự an toàn, ví dụ như vậy. Đó là cái mặt phải của nó. Còn mặt trái của nó là những cái gì mà gọi là khía cạnh tiêu cực của nó, thì năm quẩn cũng vậy. Khi mình đang hưởng thụ á, thì mình thấy hay, cái này đẹp, cái này ngon, này thơm, này mềm, này ấm, này mịn. Nhưng mà cái mặt trái của nó là gì? Mặt trái của nó là sự biến đổi. Hôm nay nó như vậy nhưng mà ngày mai nó không có như vậy, bây giờ nó như vậy một lát nữa nó không như vậy. Một đó là bản thân nó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng vô thường biến đổi, mà cái tâm của mình đối với nó cũng luôn luôn ở trong cái tình trạng vô thường biến đổi. Lúc thì mình thích, lúc thì mình không có thích. Các bạn biết nhiều khi mình ngồi mình nhìn lại cái mặt của mình trong gương đó, mình rất là muốn đổi đời. Chết thì có sợ chết, nhưng mà mình chán rồi, mình thấy nó đủ cũ rồi. À, tôi năm nay là tôi 46 tuổi mà tôi là người nam mà ông sư nữa, tôi đâu có màng tới ngoại hình. Vậy mà nhiều khi mình đi tắm á, hoặc là mình rửa mặt, cái mình nhìn cái mặt của mình, mình chán, mình muốn mình nghĩ đến bụng mình, nó chứ phải bây giờ mà mình bấm một cái nút nữa đó mình thành ra người mới là mình đã bấm rồi. À, nó như vậy đó. Cái là ngay trong cái tấm thân này nó luôn luôn nó trong một cái tình trạng nó thay đổi liên tục và liên tục. Rồi như vậy thì chúng ta thấy có cái bài kinh đầu tiên là kinh vị ngọt, tiếp theo là kinh tập khởi ha, từ kinh kinh tiếp theo là kinh các vị la hán. À, cũng nội dung cũng y chang như vậy. À, nội dung y chang như vậy. Rồi kinh sư tử. À, tới kinh sư tử, tới kinh sư tử. Cũng nội dung nói về tam tướng thì cũng y chang như vậy. Tức là Đức Phật dạy rằng khi mà những cái loài thú rừng ấy mà nó nghe cái tiếng gầm của con sư tử ấy, nó kinh hoàng như thế nào, nó bị sốc nặng như thế nào, thì có rất là nhiều cái vị trời nói riêng và chúng sanh nói chung từ xưa giờ đó là họ tưởng là họ là ngon lành. Nhưng mà khi mà Thế Tôn ra đời đó, ngày thuyết pháp đó, thì ngày vạch trần cho thấy mọi sự. Tiếng Việt Nam có cái chữ nghe không hay nhưng mà nó đúng là chữ phanh phui đó. Cái chỗ này nghe xài cái chữ vạch trần phanh phui thì nó trật nha, nhưng mà tôi lại muốn xài cái chữ trật đó trong trường hợp này, có nghĩa là cái những cái gì mà bị giấu kín, bị che khuất, bây giờ mà bị đem phơi bày ra, vạch trần phanh phui ra, thì cái phân tích cho mình thấy là tất cả những gì mà mình ôm ấp, mình thích thú, mình đam mê thì tất cả nó đều có vấn đề hết. Mà cái vấn đề lớn nhất của mọi mọi sự ở đời là gì? Đó là vô thường. Từ danh lợi, quyền lực, tình cảm, nhan sắc, sức khỏe, tới tất cả cái tánh mạng của mình, thì tất cả có đó rồi mất đó. Các vị còn nhớ mấy hôm nay, mấy hôm nay là báo chí khắp nơi đang rầm rộ ví dụ mà một cái chiếc phi cơ Đức ấy, mà nó bị đâm vào núi đó, các vị thấy không? Cái tai nạn đó nó kéo theo trong nó bao nhiêu là giấc mộng đời những em học sinh mới mười mấy tuổi rồi. Rồi có ca sĩ, rồi bác sĩ, rồi đủ thứ trong đó hết ha, bao nhiêu là giấc mộng đời đã gọi là vỡ tan, đã bị vùi chôn ở trong một cái hẻm núi hoang vắng. Đời nó như vậy đó. Trong khi đó tôi đọc bài báo tôi mới nghĩ một chuyện là những người này khi họ ra đi, trước khi họ ra đi họ có một cái gia thế như thế nào, họ có một cái tương lai nó rạng rỡ như thế nào, và chỉ vì một lý do rất là đơn giản là tôi không muốn truy theo báo chí mà tôi muốn nói theo kinh Phật, chỉ một lý do đơn giản là chiếc máy bay đâm vào núi, chỉ vì cái chuyện mà máy bay nó bị đâm vào núi thôi. Còn chuyện mà ông cơ phó đó mà ông tự tử cái chuyện nó có không mình chưa biết, nhưng mà trước mắt là
chỉ vì một cái cú đâm của máy bay vào trong núi thì tất cả mọi ước mơ toan tính trù hoạch sạch liệu, tất cả đều bị vùi chôn, bị vỡ tan hết. Bao nhiêu giấc mộng đời bị khép lại, đơn giản lắm, cái chết nó đơn giản lắm, nay còn mai mất. Mấy cái này mình nghe tới cũng luôn và nó chán, nhưng mà nó thật sự nó rất là cần thiết. Có người hỏi tôi vậy chứ tại sao mà mình phải đi chùa, mình cứ nghe tới luôn mấy cái chuyện mà nó buồn nó chán như vậy, thì tôi nhớ tôi trả lời nhiều lần bằng một câu giống nhau, đó là quả thật đời sống này nó là như vậy đó, mà mình sống có nhận thức thì cái đời sống mình nó sẽ khá hơn. Tôi nói hoài, tôi nói Phật pháp là cái gì đó mà mình phải biết, chứ không phải là biết được thì tốt, là vì Phật pháp cho mình những nhận thức về đời sống. Mà có một cái khác biệt rất là lớn giữa những người sống ở đời này mà có những nhận thức chín chắn và có những người sống ở đời này thiếu những nhận thức chín chắn, thì giờ chúng ta có giàu có cách mấy mà nếu mà thiếu đi những nhận thức chín chắn thì đời sống chúng ta chắc chắn là có vấn đề. Tôi cũng đã nói rất là nhiều lần, tôi nói rằng nếu hôm nay mà có người nào đó nói với tôi rằng ông A đó, ông rất là nhiều tiền, ổng rất là nhiều quyền lực, nhưng mà đời sống ổng có vấn đề. Tuy nhiên, ổng sống rất là hạnh phúc. Hạnh phúc với vợ con, với tiền bạc ổng. Tôi nghe như vậy tôi rất là e ngại và có cái chút nghi ngờ là không biết cái hạnh phúc của ông A đó rồi đây nó sẽ kéo dài được bao lâu. À, trong khi đó, các vị nói với tôi rằng ông B này nè, cái gì cũng thua ông A hết, nhưng mà đời sống tinh thần của ông B rất là khá, rất là khá. Ông B coi như là ông là một cái người Phật tử, ông giỏi giáo lý mà ông cũng là một hành giả rất là tinh tấn. Có điều ông nghèo lắm, làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, chứ còn ông về tinh thần ông rất là ok, rất là Phật pháp giỏi, tu thiền tứ niệm xứ giỏi. Hỏi giỏi là sao đó, là coi như là ông xúc vẫn là gì nha, kể cả trường hợp chúng ta không biết năm quẩn là gì, nhưng mà toàn bộ những suy tư gì đó của chúng ta nó cũng chỉ là nằm trong năm quẩn thôi. Cái này phải nhấn mạnh cho đó. Có thể mình không biết, có thể mình không biết, bởi vì nên ngày này dạy ra rằng này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào nhớ đến các đời sống của kiếp trước thì tất cả họ đều nhớ đến năm quẩn hay là một phần của năm quẩn, là như vậy đó, là như vậy đó. Mình cái chỗ này phải đọc 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 theo cái kiểu như vậy thì mình mới thấy cái nội dung của kinh. Những gì ta hồi tưởng về quá khứ, suy diễn về tương lai, đắm đuối chìm sâu trong hiện tại thì tất cả nó đều chỉ là vấn đề của năm quẩn thôi. Thì mình nhớ một cái mùa hè nào đó, một cái mùa mùa phượng nở của 40 năm về trước ở Đồng Khánh hay là Gia Long, Nguyễn Bá Tần, Petrovsky. Mình nhớ một cái mùa mưa nào đó ở Dầu Giây, Long Khánh, Đà Lạt. Mình nhớ một cái mùa nắng nào đó ở Nha Trang, Cam Ranh. Mình nhớ một cái mùa xuân nào đó ở Đà Nẵng, Huế. À, mình một cái mùa thu Hà Nội, Quảng Ninh. Thì tất cả những cái đó đó thì nó đều chỉ là quẩn quanh trong năm quẩn. Năm quẩn nào đã xuất hiện và đã biến mất thì đó gọi là năm quẩn quá khứ. Năm quẩn nào đang có mặt, đang diễn ra, đang hiện hữu, đang tồn tại thì đó là năm quẩn hiện tại. Còn cái nào mà nó sẽ diễn ra, chưa diễn ra, sắp diễn ra thì cái đó thuộc về năm quẩn tương lai. Chỉ vậy thôi. Rồi. Ở đây chúng ta thấy có những cái chữ là ta bị tưởng chinh phục, bị thức chinh phục đó. Đây là ngài nói bằng cái từ ngữ chuyên môn, bằng cái khái niệm chuyên môn. À, nhưng mà đối với một người hành giả đó thì mình có thể nghĩ thế này, mình có thể hiểu vấn bài kinh này như thế này: mình bị ám ảnh quá nhiều bởi những vấn đề quá khứ, và tất cả những vấn đề đó nó đều là năm quẩn, cứ nhớ vậy. Và trong đây mới nói là ta bị tưởng chinh phục, bị hành chinh phục đó. Thí dụ như bây giờ mình thích hội họa, mình thích âm nhạc thì như vậy là mình đang bị tưởng chinh phục, đang bị thọ chinh phục, nhớ nha. À, thích hội họa, thích âm nhạc, thích đi du lịch, thích mua sắm, thích ăn uống thì tất cả những cái đó là coi như là mình đang bị năm quẩn nó tác động theo cái chiều tiêu cực. Mà tôi nhắc lại, chỉ có cái người hành giả tứ niệm xứ thì mới có cơ hội để mà nhận diện với cái này.
Còn một cái người mà coi như là sống thất niệm đó, tôi nói cái người mà chết rồi mà chưa có chôn đó, có nghĩa là hoàn toàn không có ý thức được mình đang ra sao đó, thì họ không thấy được cái này, phải nói là không thấy được cái này nha, không thấy được. Mà chỉ có hành giả tinh thức, cho nên tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần đó là hãy nhớ rằng mọi thứ là đồ ráp. Tôi nghe lại tôi thấy là tôi cứ ngừng lại để tôi đánh máy đó, thì nghe nó kỳ lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng bây giờ tôi giảm lại, tôi chỉ còn giữ một ít thôi, mọi thứ đều là do lắp ráp. Rồi cái thứ hai nữa là luôn biến đổi, luôn biến đổi, cứ nhớ bao nhiêu đó, mọi thứ là do lắp ráp và nó luôn biến đổi. Cái này quan trọng lắm, cái này quan trọng. Và cứ tâm niệm như vậy, không biết các vị còn nhớ cái chữ Việt Nam có cái chữ gọi là tự kỷ ấm thị không? Đó, cái tự kỷ ấm thị đó, tôi biết hôm nay mà nếu một vị nào đó mà cứ như thiền sư hay là hành giả tinh tấn hay là cái người uyên thâm Phật học mà nghe tôi dùng bốn chữ này họ rất là khó chịu, mà nói Phật pháp sao mà dùng cái chữ tự kiểm thị. Nhưng mà riêng tôi thì tôi muốn dùng chữ đó, bởi cái chữ tôi có ấn tượng đặc biệt với cái thuật ngữ mà tự kiểm thị là sao. Tự kiểm thị là cứ luôn luôn tâm niệm cái gì cũng đồ rác, cái gì cũng là đồ rác và luôn luôn biến đổi. Mình coi nó giống như câu thần chú như vậy, thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm hả, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, thì cái câu này theo tôi nó còn hay hơn mấy câu niệm Phật nữa. Cứ niệm hoài như vậy, mọi thứ là do lắp ráp, mọi thứ đều do duyên mà có rồi phải bị mất, mọi thứ là đồ lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có mà và đều là đồ lắp ráp và đã có rồi phải bị biến mất. Hôm nay mình đọc cái đó như con nít, như con vẹt nhồng sáo cưỡng, mình thấy nó không giá trị gì hết, nó tự nhắc nhở đó. Nhưng mà ngày mai ngày mốt cứ đọc hoài như vậy, cứ nhớ hoài như vậy, mọi thứ là đồ lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có rồi phải bị mất, thì lâu ngày nó thấm hồi nào cũng hay nha, nó thấm hồi nào cũng hay. Chứ còn bây giờ mà đòi dùng trí tuệ quán chiếu gì tùm lum. Và ở đây tôi cũng xin nhắc một điều mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là buổi đầu tu tập tứ niệm xứ làm ơn gạt qua một bên những cái ám ảnh về các cái tầng thiền tuệ, tầng số 3, số 7, làm ơn dẹp dùm mấy con số như là 38 tâm sở, 12 sắc pháp, làm ơn đẩy nó qua một bên. Đó là kinh nghiệm của tôi nha. Buổi đầu là quên hết, để qua một bên, chỉ lập trung một việc thôi. Thứ nhất là đừng có cầu đắc cái gì hết, thứ hai là đừng bắt chước người ta mà dùng trí tuệ chia sẻ phân tích, không, chỉ làm một việc thôi, đó là ghi nhận cái gì đang xảy ra về thân hay về tâm, thì chỉ có như vậy thôi. Lâu ngày đó, với cái nền tảng mà chánh niệm nó vững chắc thì tự nhiên chúng ta nhận ra nhiều cái chuyện nó kỳ cục lắm, nó lạ lùng, nó đặc biệt, nó độc đáo ghê gớm lắm. Mà tôi nhắc lại lần nữa là đừng bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện là tôi sẽ đắc cái này, tôi sẽ được cái tuệ kia là chết. Tự nhiên sáng nay tôi muốn nhắc lại cái chuyện đó rất là quan trọng nha. Tức là mình nó có hai cái tâm trạng tu thiền, tâm trạng của người đi đổ rác và tâm trạng của người đi lượm ve chai, biết các vị còn nhớ cái này không ta? Cái người mà đi lượm ve chai đó thì cái vấn đề của họ nó nhiều lắm, cái gì lượm được đó thì họ lượm, mà có rất nhiều lúc họ lượm về những cái thứ mà không có xài được. Và cái món mà người lượm ve chai họ có thể lượm thì nó là cả một cái hành tinh này nhé nha. Nó, mà như vậy thì cái việc họ phải làm nó nhiều lắm, trong khi cái anh mà ảnh tu thiền quán mà bằng cái tâm trạng của người đi đổ rác thì đơn giản lắm, toàn bộ vấn đề của ảnh nó chỉ nằm trên trên tay anh thôi. À, thì nhắc nghe nhớ nha, đúng, lượm và liền đó, đúng. Cái vấn đề của anh đi lượm á là nó nhiều lắm, bởi cái gì lượm được nó đều là vấn đề của anh hết. Còn cái anh mà đi đi đổ rác á, thì cái vấn đề nó rất đơn giản, anh luôn luôn ảnh niệm có một câu à, buồn 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 buồn, ảnh sướng lắm, ảnh có một chữ một à, cái gì mình đã nói đi đổ rác mà, thì coi như cái gì mà gọi là anh, cái gì trên tay ảnh là ảnh đều buông ra, mà cái gì mà nó không trên tay ảnh là ảnh cũng không thèm đụng tới, thì ảnh đang đi đổ rác nha. Còn cái ông mà đi lượm là khác à, cái mà ông đi lượm mà ông quan tâm thì nó nhiều vô số,
Đấy, cho nên cái nhớ tôi biết các vị nghe mấy cái vị mà giảng kinh điển cao siêu gì mấy cái chỗ này nói làm sao tôi không biết, nhưng mà cái chỗ này là các vị thấy sao pháp môn gì mà nghe nó kỳ cục quá vậy. Tu cái gì mà đi lượm ve chai mà đúng, nhớ nha, chỉ hai chữ thôi, lượm và liền. Cảm ơn phụ du. Mà tôi nhắc lại một lần nữa trước khi tôi khép lại cái đề tài này, đó là hãy tu bằng cái tâm niệm của người đi đổ rác, nó thoải mái hơn là cái tâm trạng của người đi lượm ve chai. Bởi vì lụm có thể lầm, nhưng mà độ bỏ thì nó không có lầm. Bởi vì mình đã quyết định là cái này phải bỏ nè. Rồi, xong. Như vậy rồi. Rồi thêm nữa, cái bài kinh này có cái điểm độc đáo nè. Khi mà hiểu rõ, đây phải đánh này, khi mà hiểu rõ năm uẩn là gì thì hành giả không trốn chạy cũng không theo đuổi cái gì ở đời, chỉ sống trong sự nhận biết và nhận thức. Các vị có thấy đoạn kinh này hay không? Ở một hồi ở trên đó thì nó ngày ngày dạy rằng là từ bỏ xa lánh nè, nhưng mà cuối cùng mới ngày xác định là thấy như vậy đó, thì cái vị thánh đệ tử á, thánh đệ tử đó, không có giảm thiểu và cũng không có tăng trưởng, từ bỏ không chấp thủ, không thân cận, không phân tán, mà cũng không có quân tập. Các vị có thấy cái đó không ta? Không à, không thân cận, phân tán, mà cũng không có quân tập, có nghĩa là chỉ sống trong cái sự nhận biết và nhận thức. Nhận biết đó là dùng chánh niệm biết rõ cái gì đang diễn ra. Còn nhận thức đó là, mặc dù tiếng Việt Nam mình thấy chữ thức là biết, nhưng mà ở đây cái nhận thức đó, khi mà ghép lại đây, nhận thức nghĩa khác là biết rõ bản chất của những thứ đang diễn ra là gì. Đó, chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản mà thôi. Nhưng mà tôi hồi nãy tôi có nhắc đó là buổi đầu á, là mình là một người có học giáo lý ha, mình là người có học giáo lý ít nhiều, thì cái khi mình học giáo lý là mình là người có nhận thức rồi ha. Cho nên khi mà mình đi vô tu tập thiền quán á, cái buổi đầu tiên á, mình đừng có sợ là cái trí tuệ nó đi đâu mất, bởi vì nó mình đã có học đạo thì nó nằm ở đó chứ đi đâu hết đâu. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là buổi đầu chỉ dùng chánh niệm thôi, tập trung, đừng đừng bao giờ mà đi mà bận tâm cái chuyện mà mấy con nhất, đặc biệt là những cái mình học mà mình tâm đắc xưa giờ, mấy con số đó, đặc biệt mấy đó, mấy con số 15, 17, 18, 20, 41 rồi thì mong là đắc cái này chứ cái kia bỏ hết, chỉ sống chánh niệm thôi. Thì lâu ngày đó, thì coi như tự mình trên cái mảnh đất đó đó, mình sẽ thấy nó nảy nở, nó sinh sôi những cái hoa trái gì. Cái này là cái rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Và nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi nói kiến thức không không cần thiết, cái đó tôi không có ý cái đó nha. Phải học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm, không màng gì hết. Đây là nội dung tu học, đây là nội dung tu học, tức là học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm không màng gì hết, chỉ vậy thôi. Còn nếu mà các vị mà đi quá xa, đi sai cái câu này nè, thì tôi thành thật mà nói tôi rất là e ngại lắm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, học giáo lý căn bản là sống chánh niệm không màng gì hết, không màng chỉ bao nhiêu đó thôi. Chứ có rất nhiều người họ nghi ngờ hoặc là họ khó chịu
với cái đời sống chánh niệm, không biết tại sao nó đơn giản như vậy, tại sao nó đơn giản quá vậy, Phật pháp mênh mông mà tại sao mà chỉ có bao nhiêu đó, đúng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy rằng đây là con đường duy nhất, mà con đường duy nhất để thoát khổ. Mà bao nhiêu phiền não của mình nó xảy ra là do đâu, là do mình sống thất niệm, cho mình sống thất niệm. Rồi xong, tiếp theo là cái kinh Người Khất Thực. Rồi, tiếp theo là kinh Người Khất Thực. Trong chú giải kể rằng, trong chú giải kể rằng nó là dòng họ Thích Ca ở Kapila Vệ đó, Kapila Vách Thú đó, có một cái khu vườn toàn là những cây da, mà da cây da cái da đó mình kêu là cây da xà hả, gọi là Nikro Thế Nikrotharam á, vườn cây da của dòng Thích Ca. Đấy. Thì có một lần Đức Thế Tôn với đông đảo chư tăng ấy, sau một cái cuộc mà du hành hoằng pháp đường dài đó, thì đã về đến cái khu vườn này để nghỉ ngơi. Thì trong chú giải nói rằng nó có rất là nhiều vị, hàng trăm vị tỷ kheo mới tu, cũng có mà tu lâu cũng có, đặc biệt trong đó có những vị mà mới tu á. Thì khi mà từ điểm A mà tới điểm B thì các vị phải tự dọn dẹp cái chỗ ở, cái chỗ không phải chỗ ở mà cái chỗ nằm của mình ấy, chỗ nằm chỗ ngồi của mình ấy. Trong tiếng Bali ấy, kêu là chữ Senasana, chữ này rất là hay. Trong tiếng Hán dịch là sàn tọa, chỗ nằm ngồi nói chung. Cái chữ này nó rất là hay. Cái chữ này nó có hai nghĩa, Senasana. Senasana có nghĩa là cái chỗ ở. Mà nếu mà dịch sát ra đó thì nó là Sena là chỗ nằm, và Asana là chỗ ngồi. Là vì sao vậy? Vì trong cái chỗ cư trú của mình á, trong các tư thế sinh hoạt của mình á, cứ tư thế nào mà thường xuyên nhất, nhiều nhất trong ngày, các vị nhớ không? Trong bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi đó, thì cái tư thế nào mà trong cuộc đời của mình nó nhiều nhất? Chắc chắn là ngồi và nằm rồi. Chắc chắn là ngồi và nằm là hai tư thế mà nó mất nhiều thời gian nhất. Khi mình nói mình ở chỗ nào đó, nó ở nhà tôi ở quận, huyện, phường, xã, ấp đó đó, nhà tôi ở số mấy đường gì đó, khi mình nói thì mình nói là đó là nhà của tôi ở chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, thì mình nói mình ở đó, mà thật ra nếu mà nói cho rốt ráo là chỗ nào mà mình ngồi nhiều nhất, mình nằm nhiều nhất, thì cái đó được gọi là Senasana. Tại sao tôi cố ý tôi dừng lại chữ này hơi lâu như vậy, là bởi vì đây là một chữ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì ở trong kinh nó giải thích thì mình biết á, nãy tôi có thấy chữ Senasana là chỗ nằm á, ha, từ cái động từ là Sajati là nằm, mà chỗ nằm là Senasana. Thì cái vị tỳ kheo ngày xưa đó khác bây giờ. Bây giờ mình có phòng, có tỉnh thất, rồi có giường, có võng, có chăn, có nệm. Mà tỳ kheo nguyên thủy thì
cái trú xứ chỉ là cái chỗ nào mà mình có thể nằm được, rồi khi mình ngồi thiền á, thì mình cũng lại cũng ngồi thiền ngay trên cái chỗ mình nằm, đơn giản như vậy đó. Hay vậy, cho nên tại sao tôi tâm đắc cái chữ Senasana là chỗ đó, tức là nghĩa là cái chỗ ở trong đời của mình thật ra nó chỉ là cái chỗ mà mình nằm và ngồi, gọi là chỗ ở. Chỗ ở, còn cái khái niệm mà cho rằng đây là nhà của tôi, đây là dinh thự của tôi, đó là khái niệm của thế gian, chứ còn nếu mà nó rốt ráo ra, nó chỗ ở chỉ là chỗ nào mình nằm ngồi nhịn đích. Thì các vị tỳ kheo này nè, đi về cái khu vườn này thì đâu có phòng ốc gì đâu, tất cả chỉ kiếm được cái chỗ cho mình nằm và chỗ cho mình ngồi thôi. Chỗ nằm chỗ ngồi mình thôi. Thì có những vị là dành chỗ cho mình, rồi còn dành chỗ cho sư huynh sư đệ bạn bè của mình, có chỗ thì cái chỗ này cho thầy của tôi, cho thầy tế độ của tôi, cho hòa thượng bổn sư của tôi, cho thầy y chỉ của tôi, cho thầy dạy học, thầy a xà lê của tôi. Dành như vậy nó tạo ra một tiếng động rất là sầm, âm thanh nó rất là náo nhiệt. Thì lúc đó Đức Phật ngài hỏi ngài A Nan, ngài hỏi ngài A Nan vậy cái tiếng động gì mà giống như chợ cá vậy, cái tiếng gì mà giống như chợ cá vậy? Thì ngày anh nay ngày nó bạch Thế Tôn, nó là do mấy vị tỷ kheo mới về đó, mấy vị mới về là các vị mới là thu xếp chỗ ở rồi dọn dẹp này đó, rồi ra cái âm thanh như vậy. Thì lúc Đức Phật ngày mới là đây biết giọt mưa cuối mùa bó chỗ đó không ta? Trong chú giải có cái câu đó, ngài mới là nói với ngài A Nan đó, ngài nói là kêu kêu ngài nói là ta hành ba la mật, cái này trong chú giải nha chứ không phải trong chính tạng, ta hành ba la mật ấy, trong trong gọi là bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, không phải vì cái mục đích vật chất. Các tỷ kheo này đi xuất gia cũng không phải vì cái mục đích vật chất, vậy mà hôm nay chỉ vì cái chỗ ngồi, cái chỗ nằm, cái chỗ ngủ nghỉ rồi qua đêm đó, mà nó làm cho nó lớn kỳ như vậy. Cái chuyện này nói chuyện là không có nên, không có thích đáng đối với người đi xuất gia có lý tưởng đàng hoàng. A Nan hãy gọi chúng tỳ kheo lại đây. Thì ngày A Nan mới ngày nãy mới đi gọi chư tăng tới gặp Đức Phật, và Đức Phật ngày mới là thuyết giảng để mà ngày nhắc nhở chư tăng. Nhưng mà cái đó là trong chú giải, trong trong chánh tạng á, thì kể không có rõ bằng bên trong chú giải hả. Thì đây chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn có cái ý, là sẽ nhắc nhở chư tăng á, thì Phạm Thiên Sát Hàm Bát Tý, cái người cái vị mà đã từng hiện xuống thỉnh ngài đi hoằng pháp, quý vị còn nhớ vị này không ta? Alo, quý vị còn nhớ Phạm Thiên Sát Hàm Bát Tý không? Cái vị mà xuống xuống thỉnh Đức Phật đi thuyết pháp lúc này mới thành đạo đó, thì cái vị này nè, thời Phật Ca Diếp là một tỷ kheo tên Sa Cát chứng A Na Hàm, sanh về cõi phẩm phẩm và cõi sanh về phẩm cung, tức là sanh về cõi phẩm thiên. Tên là Xá Hâm Bát Tý đó, phải nhớ cái đó. Cái lúc đó đó là Bồ Tát, Bồ Tát Thích Ca đó ha, tên là Chô Tỳ Pa Lá, xuất gia thuộc lòng Tam Tạng, xuất gia thuộc lòng Tam Tạng. Và là bạn thân của tỳ kheo Sa Cát. Và bạn thân của tỳ kheo Sa Cát, phải nhớ nha. Nhớ cái chỗ này, thời Phật Ca Diếp thì cái Xá Hàm Bát Tý đó, Phạm Thiên Sa Bát Tý tên là một vị tỳ kheo
Tên là Sa Ha Cát, chính là Na Hàm, sanh về cửa âm cung, tên là Sa Ma Tí. Còn Bồ Tát Thích Ca lúc đó đó là Chô Tí Pa Lát, xuất gia thuộc lòng tâm tạng và là bạn thân của Tỳ Kheo Sa Ha Cát, bạn thân. Thì hôm nay khi mà Phạm Thiên Sa Mã Tí biết Thế Tôn có suy nghĩ như vậy đó, thì Phạm Thiên mới hiện xuống, biết Thế Tôn có ý mà giúp nhắc nhở Chư Tăng, thì vị này mới bắt Thế Tôn đúng rồi. Bởi vì các tỷ kheo giống như con bò con đang cần bà mẹ chăm sóc. Thì sau đó đó thì Chư tỷ kheo đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật này dạy thế này: sống ở đời này nó mỗi người phải có cái nghề để mình sống, chứ mình không thể nào mình ngồi yên chỗ mình rồi mình sống được, mình phải làm một chút gì đó mình mới có cơm để mình ăn. Thì trong các cái nghề đó, nghề gánh phân, nghề đổ rác, nghề lau nhà, rồi cái nghề buôn bán lớn, buôn bán nhỏ, tất cả các nghề, thì nó không có cái nghề nào mà nó coi như nó tầm thường mà nó thấp kém bằng cái nghề ăn mày hết á. Bởi vì dầu cho mình là người đi đổ rác đi nữa, thì mình cũng sống bằng cái mồ hôi nước mắt của mình. Đó. Thì cái người nào mà không biết điều, không biết chuyện á, thì họ coi thường mình là người đổ rác. Chứ thật ra đó, cái nghề đổ rác hay nghề gánh phân đó, nó cũng là một cái nghề tự trọng. Đó là nói từ thế gian nha. Nhưng mà riêng ăn mày đó, đó là một cái nghề phải nói là mạt hạng thấp kém nhất trong xã hội. Có nghĩa là ai trong xã hội này cũng có quyền mà phỉ nhổ chà đạp mình hết. Thì ngài dạy rằng đó, khất thực cái vị tỷ kheo đó, giàu trước khi đi tu là cái gì cũng cần biết, nhưng mà hôm nay mình đi xuất gia rồi đó, mỗi ngày cái miếng ăn mà mình có được là do mình ôm cái bình bát mình đi xin. À, như vậy cũng có nghĩa rằng á, mỗi tỷ kheo đó là sống bằng mình tạm gọi là cái nghề đi, tạm gọi là cái nghề đó, thì sống bằng một cái nghề phải nói là thấp kém nhất trong xã hội, đó là ở bình bát để đi sinh. Có nhiều người ở đông rum này này chắc chưa có dịp nhìn thấy một vị sư nào mà sống bằng cái hạnh khất thực, phải không? Các vị có thấy, các vị mới thấy giật mình. Cái hạnh khất thực đó là thấy đơn giản chứ rất là khó làm, là bởi vì là các vị biết mình phải đi chân không, đi chân trần á, mỗi ngày phải đi chân trần. Trong thời lúc đi khất thực là mình đạp nhầm cái gì mình ráng mình chịu. Thí dụ như mình đạp phân, đạp bãi khạc nhỏ của người khác, gai miễn chai, đạp những cái gì đất đá sỏi phải chịu, rồi chưa kể cái thức ăn mà người ta đặt vô bát của mình á. Nói thiệt thì mình không biết cái gốc gác của nó, mình không biết cái gốc gác, cái gốc tích của nó. Thì cái Phật tử họ cho mình ăn á, thí dụ như bà A, bà B, ông C, ông F, mình biết người này họ sạch nè, người này lại không có xài đồ cũ nè, không. Nhưng mà đặc biệt mình đi bát á, là cái người để bát cho mình đó là muôn người thiên hạ. Là tôi là một tu sĩ, tôi nói này ra quý vị thấy khó chịu, nhưng mà đó là sự thật. Tức là đồ đi bát đó là khó ăn nhất thế giới này. Bởi vì mình cứ nghĩ mình chỉ là cái gốc tích của nó ở đâu nó ra, chỉ mục tiêu nhau thôi nhau thôi. Mà hên mình ở bên Thái Lan thì còn đỡ, Lào còn đỡ, chứ còn bên Miến Điện hay là bên Campuchia hoặc là Việt Nam hoặc là mấy cái xứ nào tôi không biết. Mà đại khái cái đồ ăn khất thực là một cái món một cái là một cái loại thức ăn rất là khó nuốt, là bởi vì mọi thứ ở đây có một chút sạch dơ không có biết đó. Tức là sĩ tôi phải mất thời gian tôi nói nhiều như vậy để các vị thấy rằng tại sao Đức Phật nói cái nghề ăn mày đó là cái nghề thấp kém nhất là chỗ đó. Có nghĩa là người ta có quyền cho mình bất cứ cái gì, và người ta có quyền bày tỏ bất cứ cái thái độ gì với mình không có thể nào mà mình đòi hỏi hơn được. Chiều thì ở đây người nói rằng cái vị tỷ kheo đi xuất gia đó là vì đâu mà phải chấp nhận đời sống một cái kiểu sống mà thấp kém như vậy, là bởi vì lòng chỉ cầu giải thoát thôi. Lòng chỉ cầu giải thoát thôi. Thì nói rằng đó là chỉ cần không tu học đàng hoàng ấy, thì cái giá trị của một người xuất gia đó chỉ là một mảnh gỗ mà dính phân thôi.
nó nặng như vậy mà nó đúng. Chỉ cần không có tu học đàng hoàng ấy, tu và học đàng hoàng ấy, thì cái giá trị của một người xuất gia nó chỉ là một cái mảnh gỗ dính phân thôi. Mình nghe cái chữ mảnh gỗ là mình biết là cây vụn, không? Một miếng miếng gỗ vụn, chứ không phải là một khúc gỗ mà là một mảnh gỗ vụn, một cái cách tháo là mảnh và mảnh vụn gỗ vụn. Mà vì đã vậy nó còn dính phân nữa thì quý vị biết sao mình xài. Đánh nó mảnh gỗ thể nhỏ xíu à, mà ít ra mình có thể dùng mình làm tăm xẻ răng, hay là mình dùng để nhóm lửa, là mình dùng để làm cái nem cái mộng gì được, thí dụ như vậy. Nó dính phân sao mình xài. Cho nên nó là ngày dạy rằng là một vị tỳ kheo là một cái người xuất gia, một cái người xuất gia đó, nếu không có tu học đàng hoàng thì cái giá trị cũng chỉ là một mảnh gỗ dính phân. Ở đây ngày dạy rằng là cái vị tỳ kheo phải có bốn cái tịnh giới. Bốn tịnh giới là gì ta? Là giữ tròn các học giới dành riêng cho tỳ kheo, gồm 227, tối thiểu cũng là 17 trọng giới. Người 17 trọng giới trong đó đó có bốn giới vi phạm rồi là phải bỏ y, còn 13 giới còn lại đó là khi vi phạm rồi đó là phải nhờ đến 21 vị tỳ kheo giải tội cho mình nè. Thì cái trường hợp thứ nhất đó là tịnh giới thứ nhất nha, tịnh giới thứ nhất, tịnh giới một gồm 227 hoặc nói gọn là 17. Cái tịnh giới hai đó tịnh giới hai hả, tịnh giới hai đó là thu thúc lục căn. Cái tịnh giới ba đó tịnh giới ba là quán tưởng thanh tịnh ha. Quán tưởng thanh tịnh là suy xét mục đích sử dụng vật chất. Rồi cái thứ tư đó hả, tịnh giới bốn là sống bằng hạnh sống bằng chánh mạng đó. Một vị tỳ kheo đó là phải có đủ bốn cái tịnh giới này, bốn bốn tịnh giới này. Một có là thu thúc, một có là hai giữ 227 hoặc 17. Cái con số 17 này là lấy ra từ 227. Các vị nghe kịp không ta? Alo, con số 17 này là lấy từ 227. Mà tại sao có 17 này? Là bởi vì đó, cái muốn giữ được 227 giới rất là khó, các vị có biết không? Rất là khó. Rất là khó. Rất là khó. Để giữ trọn 227. Nên tối thiểu
Tỷ kheo có thể chỉ cần trong sạch 17 trọng giới. Đó. Tại vì ba trong 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 227 mà mình trừ 17 thì là còn 201 đúng không? Trong 201 nó có những cái giới mà thời nay rất là khó giữ, thí dụ như cấm không cho giữ tiền hoặc giữ cái gì mà có thể thay thế cho tiền, thí dụ như là hột sòn hay là vàng cây vàng lá hay là sở hữu hay là thức ăn mà giữ qua đêm cũng không được, y áo dư cũng không được, cái phòng riêng không được, cất quá cái kích thước mà đã quy định trong luật. Đấy. Rồi trong cái sự mà giao tiếp quan hệ với Phật tử là ở cái mức độ nào là chấp nhận được mà ở cái mức độ nào là phạm giới, rồi cái chuyện đi đứng của mình nó phải ra làm sao, sử dụng y bát phải ra làm sao, mà nhúc nhích là phạm, nhúc nhích là phạm. Cho nên nếu mà nó rộng ra nó 223 giới là giữ không nổi, rất là khó, bởi vì nó kẹt tới như thế này. Là tôi biết có nhiều vị đó là họ bên Thái Lan cả bên Miến Điện nữa, mà họ muốn giữ cái này đó là phải có người hầu, phải có người gọi là người cấp cái giá đó. À, khó lắm. À, cấp giá là cái người mà người hầu cận á. Ví dụ như tỷ kheo đó mà cầm một cái trái cây mà còn nguyên vẹn, chưa có ai mà gọt, chưa ai cắt gì hết, thì nếu mà có cấp giá họ đi theo, họ sẽ làm một cái hành động mà tượng trưng, nghĩa là họ gọt vỏ giùm mình, còn không nữa họ chỉ lấy cái mũi dao họ làm trầy đi cái vỏ đó một chút để cho mình ăn được, ví dụ như vậy, đó được gọi là cấp giá. Rất là khó. Rồi còn đi đứng này nọ là tiền bạc của mình là người khác giữ, chứ mình hoàn toàn mình không biết gì hết, thì trong trường hợp đó mình mới có thể giữ được 227 giới, còn không thì rất là khó. Cho nên cuối cùng thì tối thiểu tỳ kheo chỉ cần 17 trọng giới thôi thì cũng được gọi là tỳ kheo, đó là bốn cái đại, bốn cái bất cộng trụ hả, bốn cái giới paramita phạm rồi phải bỏ y, và 13 giới kia là phạm rồi phải nhờ đến 17, 10 đến phải nhờ đến 21 thì tỳ kheo họ giải tội cho. Rồi cái thứ hai là thu thúc lục căn, có nghĩa là vị này không có để mình phải vui hay là buồn vì những gì mình thấy, mà cứ luôn luôn sống chánh niệm tỉnh thức, cái biết rõ mình đang thấy đang nghe, còn cái buồn vui thì mình kèm không được, tự động nó có mặt thì phải chịu thôi, nhưng mà hễ nó xuất hiện thì mình phải biết. Nhưng mà ở trong kinh có xài cái chữ là sumano và dhammano, có nghĩa là buồn vui trong lúc sáu căn làm việc. À, thì vị tỳ kheo không có để cho hai cái này nó ảnh hưởng mình. À, rồi cái thứ ba nữa đó là nuôi mạng thanh tịnh, như nghĩa là sao, có nghĩa là vị tỳ kheo á, vị tỳ kheo á không có làm thầy, không có sống bằng cái nghề thầy thuốc, thầy bói, thầy cúng, thầy tụng hoặc bất cứ một cái nghề nghiệp nào của thế gian. Tỷ kheo chỉ có thể sống bằng hai nguồn. Tỷ kheo chỉ có thể sống bằng hai nguồn là tu học đàng hoàng rồi nhận sự cúng dường của ai đó tại trú xứ của mình. À, cái nguồn hai đó, nguồn hai đó là khất thực từng nhà đến chỗ của thí chủ, thay vì để thí chủ đến chỗ mình. Hiểu không ta? Alo. Một đó là mình ngồi ở tại mình tu học tại chỗ rồi người ta đem tới cho mình, còn hai nữa đó là mình đi đến chỗ của người ta. À, nhưng mà không có cái nguồn sống thứ ba. À, bằng
một cái nghề nghiệp nào đó, bằng cái nghề nghiệp nào đó. Rồi, cái tịnh giới thứ tư. Tịnh giới thứ tư là gì ta? Là quán tưởng thanh tịnh. Đó, tịnh giới thứ tư là quán tưởng thanh tịnh, tức nghĩa là khi mà sử dụng tất cả các cái những cái món nhu yếu vật chất, thì vị tỷ kheo phải luôn luôn tâm niệm rằng mình mặc cái y này đó là chỉ để che thân cho khỏi bị nóng lạnh, che thân khỏi phải bị lõa lồ, chứ không phải mặc để cho nó đẹp. Vị tỷ kheo ăn uống thì cũng phải tâm niệm ngay lúc đó nha, chứ không phải là mình hiểu một lần là thôi. Mỗi lần ăn, mỗi lần uống cái gì đó là phải tâm niệm rằng cái này là để nuôi mạng mình nè, ha, để nuôi mạng mình, để mình có sức khỏe, để mình tu học, chỉ vậy thôi. Mỗi lần ăn là phải như vậy. Rồi trong chú giải nói, trong kinh nói rằng nếu mà mỗi lần ăn uống mà không có tâm niệm như vậy đó, là gọi là thiếu nợ cái người thí chủ, nhớ nha. Mỗi lần mình ăn uống mình cũng có quán tưởng như vậy đó, thì đó là thiếu nợ thí chủ. Cho nên cái quán tưởng, quán cái giới cái tịnh giới thứ tư là quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng ba điều, quán tưởng ba điều trên mỗi món vật chất mà mình sử dụng. Ba điều là gì? Một, ta chỉ là bốn đại năm uẩn và món đồ này cũng chỉ là sắc pháp. Rồi cái thứ hai, quán tưởng rằng vật này không dơ bẩn nhưng sẽ đáng gớm khi ta chạm vào. Rồi cái thứ ba là quán tưởng rằng, thứ ba là quán tưởng rằng, ba là quán tưởng công dụng thiết yếu của món mình sử dụng. Món nào cũng chỉ để hỗ trợ đời sống phàm hạnh, không còn lý do khác. Hiểu không ta? Có nghĩa là vị tỷ kheo phải có đủ nhà tứ thanh tịnh giới, bốn cái tịnh giới. Thứ nhất là 227 và 17. Thứ hai là phải tu tú lục căn. Thứ ba là cái đời sống chánh mạng, và cái thứ tư là quán tưởng thanh tịnh. Thì quán tưởng nó gồm có ba, nhớ không ta? Quên nữa, ngày hôm qua tôi cứ viết trên Facebook mà nó lạ chứ sao tôi không thấy ai trả lời hết, là tôi muốn hỏi rung rung là có ai mà viết lại mấy cái nội dung này mà gọn hơn không ta? Alo, tôi muốn xin lại cái đó. Lạ lùng á, tức là tôi tình cờ mà tôi nhắc là nhớ là chuyện đó tôi mới hỏi, chứ tôi không có ý gì hết. Nhưng mà không ngờ đó là nhờ cái sự tình cờ đó mà tôi mới phát hiện ra một chuyện. Dạ đúng rồi, bài học đúng rồi. Trong lúc tôi có để, tôi có nói là bà con nào mà có viết lại đó, mà viết cho nó gọn đó, thì gửi cho tôi xin. Mà không ai trả lời hết thì tôi mới giật mình. Tôi mới nghĩ không lẽ nào mà họ 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 họ
mấy cái nốt nó rất là quan trọng, mà mấy cái nốt đó bản thân tôi khi mà tôi đọc xong tôi cũng không phải là tôi nhớ hết. Vậy thí dụ như mà sẵn đây cho quý vị biết luôn là sáng nay giảng thì đêm hôm qua đầu hôm á, trước khi ngủ tôi mới đọc lại, tôi đọc trước chú giải, đọc trước chú giải và đọc chánh kinh, đọc xong rồi tôi mới đi ngủ. Ở rồi cái xong sáng tôi giảng xong cái đó rồi tôi mới, Rồi bữa đầu, bữa khác tính khác, có nghĩa là làm bữa nào thì ăn bữa đó đó. Rồi thì cái quán tứ bốn tịnh giới đó thì biết rồi nha, một đó là giới bổn, hai là thu thúc lục căn, ba là nuôi mạng, sinh sống bằng chánh mạng, thứ tư là quán tưởng thanh tịnh giới. Rồi trong cái quán tưởng thì nó lại chia có ba, một là quán rỗng không, hai là quán thể trược, và ba là quán tác dụng. Quán tưởng giới đó, gồm có ba, là quán bản chất rỗng không, rồi quán ghi cho nó gọn nha, một đó là vô ngã quán, rồi bất tịnh quán và cái tác dụng quán là ba cái. Vô ngã quán hả, tức là vị tỳ kheo biết rõ rằng cái y giáo này, rồi bản thân mình, y giáo này nó phải là y giáo mà nó chỉ là bốn đại thôi, còn bản thân mình á là cũng chỉ là năm uẩn thôi, đó là quán quán vô ngã. Thứ hai là quán bất tịnh, nghĩa là quán rằng cái món ăn này nè, nó nằm ở ngoài dĩa ngoài tô thì nó sạch sẽ vậy đó, nhưng mà chỉ cần nó chạm miệng miệng của mình là bắt đầu mình thấy gớm rồi. Các vị nghe kịp không? Lá y này cũng vậy, y mới đẹp gì mình chỉ cần nó chạm vô người mình là bắt đầu nó thấy ghê rồi. Rồi cái nhà cửa này cũng vậy, mình cất xong thấy nó mới, chứ các vị mình ở đó lâu ngày nó cũng có cái mùi của mình thấy ghê. Các vị ở đây có mua nhà đó, mua nhà mới các vị biết cái nhà mình cất nó khác, rồi cái nhà cũ người ta mình mua lại đó, thì tôi bảo đảm có cái gớp, nó có cái gớp. Tuy nhiên mình thấy cái vô trong cái toilet của người ta, mình không biết người chủ trước đây họ sạch dơ thế nào mình không biết, mình vô buồng ngủ người ta mình cũng phải tẩy trần rồi dữ dội lắm chứ không thôi mình cũng gớm, mình không dám ở, vì cái con người mình ở đâu chỗ đó nó dơ, nó lạ vậy đó. Đẹp cái máy mà con người có đụng chạm vô là bắt đầu nó dơ rồi. Thứ ba là quán tác dụng ha, thứ ba là quán tác dụng. Rồi cái tiếp theo Đức Phật dạy, Đức Phật dạy chư tăng lìa bỏ tà tư duy. Ở trong room này còn nhớ ba tà tư duy không ta? Alo, lìa bỏ tà tư duy, các vị còn nhớ tà tư duy là gì không? Có nghĩa là suy tư bằng tâm tham, tâm sân và ác ý. Đã, tâm tham á, tham là thích, tham là thích hả, mà sân á là bất mãn. Và cái thứ ba đó, cái ác ý. Ác ý là gì? Là cái hình sát. Cái này cái định nghĩa này là tôi nhớ là định nghĩa rồi, không biết các vị còn nhớ không ta?
Uyên xạ. Nhà Minh Châu nghĩa là hại, hại tư duy. Nhưng mà tôi thấy rằng á, là cái chữ hại này nè, hại tư duy đó thì nghe nó hơi lạ lạ, nó là lạ lạ. Và cái này là cái bản quyền của tôi nha, phải nói là dĩ nhiên ai mà đi thầy tu đi nói bản quyền, nhưng mà trong trường hợp này tôi phải xác nhận đây là cái bản quyền của tôi. Cái chữ quý hơn xa này, ngày Minh Châu dịch là hại, ngày Minh Châu á dịch theo Hán tạng là hại tư duy, hại tư duy. Còn tôi đó, tôi dịch là ác ý, vậy là cái ác ý có nghĩa là cái là ác ý là cái lòng hại người, sân là bất mãn, là cái này bất minh, là cái kia mình khó chịu, cái này mình không thích nè, thì nó gọi là cái đó là nó lại gọi là sân. Trong trường hợp này cái chữ đó gọi là sân. Còn cái quý hơn xa đây có nghĩa là cái lòng hại người, lòng hại người. Thì như vậy đó thì cái chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là tâm sở vô tham, rồi cái gì nữa, vô sân, rồi cái gì nữa, rồi tâm sở bi. Tức là vô tham nghĩa là lòng không có thích thú chấp trước trong sáu trần. Còn vô sân là không có bất mãn bực bội trong sáu trần. Còn cái bất hại hay là cái bất hại tư duy cái này nó có nghĩa là không có ác ý, có nghĩa là lòng không là tức là tâm sở bi đó, là biết trắc ẩn, biết bất nhẫn. Bi là trắc ẩn bất nhẫn trước cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Mà để những người ở đây thì nó cũng hơi hơi, 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 hơi nghèo, phải, đấy là của chúng sinh khác. Nhớ nha, bi là trắc ẩn hay là bất nhẫn, các vị có nghe hai chữ này không ta? Alo, các vị có nghe hai chữ này không? Trắc ẩn hay là bất nhẫn, thì mình không có cam tâm, không có đành lòng. Không có cam tâm, không có đành lòng, mình nhìn thấy người ta khổ thì nó gọi là bi. Sẵn đây tôi nói luôn, từ metta làm mong chúng sanh khác được vui, bi karuna là mong chúng sanh khác đừng bị khổ. Hỷ mudita là vui khi thấy chúng sanh khác có nhân tạo nhân lành hay hưởng cái quả vui. Hiểu hiểu này không ta? Alo, có bị hiểu không ta? Xả upekkha là sự bình thản khi nhớ nghĩ đến nghiệp riêng của mỗi người. Phải nhớ cái này quan trọng nè, mấy cái định nghĩa này rất quan trọng.
từ metta đó là mong cho chúng sinh khác được vui, còn bi bông mong còn bi là mong người khác đừng có khổ, còn hỷ là vui khi thấy chúng sinh khác tạo nhân lành hay là hưởng quả vui. Và định nghĩa như vậy đó, phải nhớ định nghĩa. Định nghĩa này là định nghĩa, là định nghĩa kiểu công thức, là phải học thuộc lòng nha. Chứ còn mà không có định nghĩa, mà định nghĩa chung chung là thấy người khác hạnh phúc mình vui theo không được, mà phải định nghĩa nhân và quả. Thấy người khác mình vui khi thấy người khác tạo nhân lành hay là hưởng quả vui. Tạo nhân lành thì chỉ mình thấy họ bố thí trì giới hành thiền học đạo mà mình vui à, thì đó gọi là vui khi người khác tạo nhân lành. Còn vui khi mà thấy người khác hưởng quả vui là mình thấy người ta được cái gì đó tốt đẹp, thì cái đó mình gọi là vui theo cái quả lành của người khác. Còn xả là sao? Xả là bình thản thì kinh nghiệm riêng của mỗi người. Bây giờ trước mắt mình đó là một đứa bé yếu ớt, vô tư, dễ bị tấn công. Nhưng mà mình có biết một điều đó là đứa bé đó nó cũng có một cái chiều dày sinh tử như mình không? Vì có biết gì đó không? Hoặc mình thấy một con kiến nhỏ xíu vậy đó, mình có biết, mình có chịu nhớ rằng nó cũng có một cái chiều dày quá khứ y hệt như mình vậy đó. Có nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác mà nó đã tạo ra quá khứ đó là nhiều vô số kể. Chính cái nghiệp đó đó sẽ bảo vệ nó hay là giết chết nó. Mỗi người có một cái gọi là một cái tổng kho tiền nghiệp nó có sẵn trong quá khứ như vậy đó. Thì cho nên mình thương ai thì thương, nhưng mà khi mình giúp được thì giúp ha, nhưng mà khi mình nhắm mình giúp không được thì mình cứ nghĩ rằng đã có nghiệp. Khi không làm được gì cho nhau hãy nhớ rằng mỗi cá nhân đã có tiền nghiệp. Đứng sau có hiểu này không ta? Khi mà không làm được gì cho nhau thì hãy nhớ rằng mỗi cá nhân đã có tiền nghiệp đứng sau lưng. Đó là vậy đó. Khi mà nhớ như vậy đó thì mới được gọi là xả, cái vị nhớ nha, mới gọi được gọi là xả. Chứ còn cái còn sự vô cảm, tiếng Bali kêu bằng cái gì ta? Anyanubekha, uổng quá, không phải là xả trong tứ vô lượng tâm. Mấy cái này phải ghi lại. Cái sự vô cảm á, anh nha nó là thiếu trí, anh nha nó là thiếu trí. Cái sự mà là cái xả mà không có trí tuệ đi kèm á thì gọi là vô cảm, nhớ nha. Bữa nay mình học thêm một cái từ mới nữa, đó là sự vô cảm. Trong tiếng Việt Nam mình có cái chữ vô cảm mà, phải không? Báo chí đó thì như mình thấy là mình ra đường gặp ai đó khổ mà mình tỉnh bơ, đó gọi là sự vô cảm. Ở đây mình không cần có dịch sát là xả vô trí cho nó mệt nha, mình chỉ là sự vô cảm. Đó là cái kiểu dịch của tôi, có nghĩa là khi cần tôi không có ôm chữ, tôi không có ôm, tôi không có ôm chữ. Thì cái này mà gặp những vị mà chủ trương dịch sát thì mình sẽ dịch là xả không trí, xả vô trí. Mà chỗ này tôi căn cứ theo cái ngôn ngữ hiện hành thì cái đó nó gọi là sự vô cảm, không phải là xả trong tứ vượng tâm. Ok, nhớ nhớ cái đó, cái đó phải nhớ cái đó. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo phải ngoài cái tứ tịnh giới ra, nó vị tiếp theo vị tỳ kheo phải tu tập cái gì ta? Tu tập chánh tư duy. Mà chánh tư duy ở đây có nghĩa là sống bằng cái tâm sở vô tham, vô sân và tâm tâm bi. Rồi sẵn cái dịp đó đó, sẵn cái dịp này là tôi mới giải thích luôn người về tứ vô lượng tâm hả. Bây giờ tiếp theo là ngài dạy rằng đó là vị tỳ kheo phải nhớ tu tập cái gì nữa? Vô tướng, vô tướng định. Tu tập vô tướng định vô tướng định bình đô la, bình đô la phá bạch chánh.
Vô tướng định hay là gì ta? Vipassana. À, là tu cái kia là cha nó samadhi là thiền chỉ. Đấy, còn cái này anh ấy mất tới samadhi, cái này có nghĩa là no cha samadhi là thiền chỉ mà anh ấy mất tới samadhi là thiền quán. Là sao? Tại sao gọi là vô tướng? Gọi là vô tướng vì trong sự quán chiếu của hành giả, mọi sự được quan sát dưới góc độ rốt ráo nhất, cái gì cũng chỉ là danh sắc năm uẩn, không người hay vật gì hết. Có hiểu không ta? Vô tướng là vậy đó. Vô tướng, vô tướng nghĩa là vậy đó, có nghĩa là trong cái sự quán chiếu của hành giả đó thì mọi sự, nên trong đây tôi biết sai nha, tôi đánh máy sai nha, vô tướng gọi là vô tướng vì trong sự quán chiếu của hành giả mọi sự được quan sát dưới cái góc độ rốt ráo nhất. À, rốt ráo nhất, rốt ráo nhất, cái gì cũng chỉ là danh sách, cái gì cũng chỉ là danh sách. Cái gì cũng chỉ là danh sách. Cái gì cũng chỉ là danh sách. Rồi. Rồi cái tiếp theo tôi cũng giảng gần hết bài kinh này. Và cái cuối cùng. Có giới rồi. Chánh tư duy rồi. Phải có chánh kiến. Chánh kiến ở đây là trí tuệ nghiệp lý và về tam tướng trong đâu ra trong danh sách. Nhờ có chánh kiến này, hành giả lìa bỏ được thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến có ba, thường kiến cũng có ba. Các vị còn nhớ không ta? Alo. Rồi xong luôn. Các vị còn nhớ không? Dạ nữa. Ấn vô cùng luôn. Bây giờ ai 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 đánh giùm tôi ba cái thường kiến là gì, ba cái đoạn kiến là gì được không? Sáu loại tà kiến này bao trùm. Có trọng gì ta? 62 cái tà kiến trong kinh, kinh gì ta? Kinh Phạm Võng ở đâu ta? Đường bộ. Rồi các vị kể ra giùm được hay không? Mà cái quan trọng kể ra mà còn nhớ ý nghĩa nó hay không mới là ớn đó chứ. Các vị còn nhớ ý nghĩa của từng cái loại tà kiến không? Giờ tôi nghĩ chắc phải nhắc rồi. Đoạn kiến gồm vô nhân,
Vô nhân kiến. Cho cái gì cũng là ngẫu nhiên. Vô hành kiến là không có thiện ác. Vô hữu kiến là cái gì mình không thấy được á, thì cho là không có. Biết còn nhớ cái này không ta? Thường kiến cũng có ba: tin vào một cái tôi, tin vào một đấng chí tôn, tin vào một cảnh giới vĩnh hằng. Còn nhớ không ta? Alo. Sau khi nghe xong lời nhắc nhở của ai? Của Đức Phật. Đó, thì tất cả tỳ kheo bị trách mắng: điều chứng quả La Hán cùng với bốn trí vô ngại giải. Hiểu không ta? Rồi bây giờ tới đây là kinh hành hết rồi đó. Alo, ráng nhớ mấy cái này nha, phải nhớ bốn, không nhớ sáu tài kiến này nha. Bây giờ tôi bắt đầu tôi chán rồi đó, bây giờ bắt đầu tôi chán, tôi đang suy nghĩ có nên giảng nó hay không, bởi vì bà con bây giờ không có còn học hành gì hết. Hồi sáng này đó là các vị biết là tôi có quyết định, tôi có một cái suy nghĩ có nên ngưng một thời gian hay không. Tự nhiên nó khiến cái gì kỳ, nó khiến cái gì đó mà sao tôi vô trong tôi vô trong chánh đạo tôi đọc, tôi nói trời ơi, cái thời gian mà mình còn sống bao nhiêu hết, mình mới bỏ công ra mình giảng cho cái đám người này nó uổng quá đi, nó thiệt. Bây giờ các vị biết là có ba cái bộ mà tôi đang bận tâm vô cùng, đó là hai hai cuốn mà Nít Đê Xá và cái Bát Tí Xâm Phi Đa. À, đó là bao nhiêu đây, nó là thời gian mà đọc kỹ hai này nó là nó đã sung sướng quá rồi, phải dành thời giờ mà giảng cho mấy cái người nó có đáng hay không. Rồi, rồi đó, để các vị thấy hay không. Bây giờ làm ơn nhớ giùm, nhớ giùm là sáu thứ tài kiến, các vị có thấy hay không. Là tài kiến này phân ra theo kinh Phạm Võng có 62, nhưng bà con sao nhớ nổi. Bây giờ mình chỉ gom lại còn có sáu thôi, tức là ba thường ba đoạn. Các vị nhớ không ta? Alo, ba thường ba đoạn nhớ nha. Thường kiến có ba, đoạn kiến có ba. Rồi, cái này mà mình Phật tử mà hỏi tài kiến là gì, cái ấm a ấm mớ. À, ấm a ấm mớ nói là kiến là thấy sai, mà hỏi sai là sai cái gì? À, thì nói sai có nghĩa là nó không có đúng. Mà nó không đúng là sao? Nó không đúng có nghĩa là nó sai. Đó. Nhiều người đã trả lời như vậy, nhớ nha. Như vậy thì mình phải hỏi, tuy nhiên người ta hỏi là năm uẩn là gì, rồi cái bát chánh đạo mấy cái này phải biết, rồi 12 duyên khởi mấy này tôi nhớ giảng hết rồi, rồi tà kiến thường đoạn là gì, thường với đoạn là gì, rồi có cái gì nữa, bốn cái phạm trú tứ vô lượng tâm đó là gì. Đó là mấy cái này mà nói là không biết thì coi như quá tệ, nó tệ quá rồi. Không, cái giọng mưa cái cô giọng mưa cái mùa này của nó là thường kiến những cái đúng là, nhưng mà bây giờ mai mốt người ta hỏi thường là gì, đoạn là gì, mình phải biết trả lời chứ nha. Chứ còn mà cứ nói chung 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 rồi rồi xin xin tạm biệt quý vị, hẹn lại tuần sau. Để rồi, à, quên đó, cái lớp học của tôi đã học xong 9 tháng, được kết thúc ngày hôm qua.
Có nghĩa là bây giờ tôi hoàn toàn free, mà thay vì free, thay vì được thoải mái đó hả, thì tôi lại nghĩ chuyện dài giảng bài nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tự nhiên tôi làm biếng, tôi muốn bây giờ thoải mái, bây giờ tôi ngồi tôi chuyển qua tôi ngồi tôi viết, tôi viết và tôi đọc cho nhiều hơn, chứ còn mà tôi ớn quá rồi. 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 Xin chào quý vị, một ngày vui. Yadi sa ya satta avera sukhi hontu sabbatima ya anugisa ya satta avera sukhi hontu sabbe dakhina yadi sa ya satta avera sukhi hontu sabbe dakhina ya Saya Santa Avera Sukhi Hontu Sabbe Pachima Yadi Saya Santa Avera Sukhi Hontu Sabbe Pachima Yanudi Saya Santa Avera Sukhi Hontu Sabbe Uttara Yadi Saya Santa Avera sukhi hontu sabbe uttara ya anudisa ya satta avera sukhi hontu sabbe uparima ya disa ya satta avera sukhi hontu sabbe hetima ya disa ya satta hantu nirdukha hantu abhyapaccha hantu anicca hantu dikha yukha hantu aroga hantu sampatti samit chantu sukhi antanam pariharantu dukha patta chani dukha bhayapatta chani phaya soka patta chani soka honbe pipani no akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano akasattham mattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha japam mattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha japam mattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no